Xin chào mọi người và đặc biệt là các người tuổi Hợi. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi vận hạn của tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019. Như đã từ đầu năm đã nói với mọi người thì năm nay tháng 10, tức là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi, tháng Hợi của năm Hợi sẽ đem đến nhiều điều không tốt đẹp. Rất là khó khăn ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt cho những người như là Tân Hợi và Quý Hợi, Ất Hợi, những cái người coi như ba cái tuổi Hợi mà đang ở trong cái giai đoạn gọi là tình cảm gia đạo cũng như là công việc làm ăn là phấn khởi nhất. Có thể nói là ba cái người trong tuổi lao động của cuộc sống, cái của gây dựng và khẳng định sự nghiệp của mình. Nhưng tháng 10 cũng là hôm nay là đã là ngày 20 tháng 10 rồi, thì đối với mọi người thật sự là mình thấy quá khó khăn, rất là nhiều điều không tốt. Đặc biệt hôm nay là năm trực thái tế, không có nhiều cái tốt đẹp rồi, lại còn cho mọi người cái tháng 10 với quá nhiều cái những cái sự khó khăn. Mình đã nói mà, nhìn mọi người gồng ở trong cái tháng 10 mà thấy thật là tội nghiệp, nhưng mà biết làm sao vậy. Mình như đã nói là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì đừng có mong tránh. Nó chỉ đến sớm, đến muộn, đến nặng, đến nhẹ là do cái phúc khi mình sống mà tạo được. Phần nào mà nói rằng đó là người tuổi Hợi, đặc biệt là Quý Hợi, có những cái năm đầu đời tới cái năm Kỷ Hợi này có tương đối nhiều cái sự may mắn ở trong cuộc sống, thuộc dạng là tốt số trong lục tập hoa giáp. Nhưng mà gặp cái năm đầy biến cố của năm Kỷ Hợi thì sẽ rút ra được một cái bài học để biết rằng đôi khi mình tốt, lá số tốt thì cũng có những lúc mình phải xuống, chứ không phải là cứ cuộc đời nó cứ bằng phẳng, nó phải trôi như vậy mãi. Cứ mệt là sẽ có người lo, thiếu tiền có người giúp, không có như vậy. Phải có một cái năm như thế này để mọi người biết được là mình phải tự thêm, tích lũy thêm để có phước đức mà tiếp tục hưởng cái sự sung sướng, cái sự tốt số vốn dĩ của người Quý Hợi. Rồi trở lại vấn đề chính, thì đối với những người tuổi Hợi ở trong cái tháng 11, tháng Bính Tý này sẽ có những cái điều gì tốt đẹp hay xấu như thế nào thì chúng ta sẽ phải đi vào chi tiết. Đặc biệt đầu tiên tức là những người Kỷ Hợi, sinh năm Kỷ Hợi, sinh năm 1959, năm nay là năm Kỷ Hợi, năm 61 tuổi, mệnh binh địa mộc. Thì trải qua cái tháng Hợi vừa rồi đối với người chữ Kỷ thì cũng không có quá khó khăn lắm, chỉ chủ yếu là về mặt gia đạo thôi. Thì xét về trụ mạng thì tháng là tháng thủy, người thì là mệnh mộc, như vậy xét về trụ mạng là thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lại. Như vậy thì thấy là cái phấn khởi đầu tiên đối với cái bổn mạng của người Kỷ Hợi rồi. Thiên can Bính Kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc nó vẫn bình thường, như đã từ đầu năm tới giờ nó không có tốt đẹp lên, tuy nhiên nó cũng không xấu thêm nha, chứ không phải nói là mình nói là bình hòa là nó sẽ tốt đẹp cứ vào lên nha, nói trước các anh các chị của Kỷ Hợi. Địa chi Hợi Tý tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau, cho nên gia đạo tình cảm sẽ ít xáo trộn buồn phiền đi. Như vậy thì đối với tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý, người Kỷ Hợi ngoài cái bổn mạng được tương sinh, phúc tinh tài tinh có lại, thiên can và địa chi không có xung khắc, hy vọng rằng nó sẽ đem đến nhiều cái niềm vui hơn, đỡ hơn nhiều cái tháng 10 kinh khủng đối với tuổi của các anh các chị. Rồi tiếp tục đó là người Tân Hợi, sinh năm 1971, với mệnh xuyến thoa kim, một trong những cái người mà chịu rất nhiều khó khăn bởi cái tháng 10, tháng Ất Hợi đem lại cho các anh các chị. Vốn dĩ từ đầu năm đã là trục trặc khó khăn nhiều, nhưng mà tháng này nó là tháng Ất Hợi, nó như dầu đổ bìm leo, nó làm ào 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 lên người, coi như là có còn bao nhiêu cái xấu nó trút hết lên ha. Nào là bổn mạng không tốt, sức khỏe không tốt, đặc biệt là các chị, rồi là công việc cũng vậy, gia đình tình cảm cũng không xong,
thì đến tháng 11 này chắc chắn nó sẽ có nhiều tích cực hơn. Chứ nếu mà nó giống như tháng 10 mà hai tháng liên tiếp như tháng 10 chỉ có đức nó vui chứ nhảy lầu luôn á. Xét về trụ mạng thì mạng là kim sinh thủy, bản mệnh sinh xuất, sức khỏe bổn mạng cũng vẫn chưa được tốt. Tháng 10 là tháng bị hỏa khắc kim cho nên là bổn mạng xấu nhiều lắm. Tháng này bị sinh xuất tức là giảm cái sự xấu về bổn mạng nhiều. Khi mà giảm sự xấu về bổn mạng thì phúc tinh và tài tinh gì thì nó yếu thôi chứ không mất tác dụng giống như là tháng 10. Được một xíu xíu. Thiên can thì chữ bính của bính tý hợp với chữ tân. Thiên can này thuộc ngũ hợp cho nên là có thể nói công việc sẽ tốt đẹp, dễ sinh tài lộc. Tháng kia là tân khắc ấp là công việc dễ rối rắm bị chống phá mình lắm. Tháng này được bính hợp tân thì hy vọng là công việc nó sẽ biến chuyển một cách tích cực hơn, thấy rõ. Ví dụ như tháng kia có 4 điểm, tháng này được 7 điểm là ngon rồi ha. Địa chi hợi tí thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc, cho nên tình cảm gia đạo đã bớt cái sự xáo trộn, không giống như tháng 10 với hợi và hợi gặp nhau là thuộc cái tháng tuổi nó sẽ có nhiều điều không tốt đẹp. Như vậy đối với người tân hợi sinh năm 1971, đối với các anh thì bổn mạng yếu đi một chút thôi, nhưng mà qua rồi cái nguy nan có thể xảy ra cái chuyện mà mình không có được tốt đẹp ha, nhưng mà đã qua rồi, coi như tới tháng này là êm rồi. Vì sinh xuất thì chỉ là suy yếu, có thể cảm số mũi này kia chứ còn không đến nỗi là phải mất mạng. Còn công việc có được ngũ hợp, hy vọng rằng nó nhờ cái ngũ hợp này nó sẽ tích cực hơn cho công việc làm ăn. Dù là còn 2 tháng cuối, 11 tháng 12, nhưng mà tháng 11 tới nửa tháng 12 phải ráng cày 45 ngày này để kiếm lúa để mà ăn Tết chứ ha. Rồi, người tiếp theo đó là người Quý Hợi sinh năm 1983. Vốn dĩ như mình đã nói ha, năm nay là đứng đầu trong lục thập hoa giáp về cái sự xấu. Tháng 10 thì không xấu về công việc, có thể nói là chỉ là gặp đôi chút khó khăn thôi, nhưng mà gia đạo thì chắc là không được buồn phiền đâu, nước mắt vẫn rơi. Đó là những gì mình có thể thấy được ở người Quý Hợi. Người Quý Hợi thì mệnh thủy, tháng bính tý là tháng thủy, cho nên là đồng hàng bổn mạng sức khỏe tốt không vấn đề ha. Bổn mạng sức khỏe tốt thì phúc tinh và tài tinh vì thế cũng được một chút hưởng lợi. Thiên can quý bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc tiếp tục là một tháng không có nhiều cái xáo trộn xấu, có thể nói là tích cực hơn. Tài lộc sẽ có được chút chút với cái chuyện mà quý bính này ha, cùng là thiên can không có tương khắc gì. Địa chi hợi tí tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau, cho nên là gia đạo tình cảm sẽ ít có buồn phiền bi, không có buồn phiền như tháng 10, không có nhiều cái áp lực, không có nhiều cái sự xung khắc đi, giảm đi tốt đẹp hơn ha. Mình nói rồi, người Quý Hợi chỉ ráng làm sao bò hết tháng 10 thôi là mọi chuyện nó hửng hồng lên liền. Mình đã nói rồi, người Quý Hợi vốn dĩ là một trong những người có số tốt trong lục thập hóa giáp, gần như rất ít cái người tuổi Quý Hợi ở trong cái năm Quý Hợi đó mà có cái mệnh xấu, rất ít, đặc biệt chỉ có những người sinh tháng 10 thôi. Và những người mà sinh tháng 10 mà sinh vào từ 1 tới mùng 7 tháng 10 thì mới xấu về bổn mạng, xấu về đường làm ăn. Chứ còn thật sự mà nói, người Quý Hợi được con gái là họ không bao giờ lo về đói ha. Họ lúc nào làm gì làm trong túi họ cũng có 5-3 ngàn, 10 ngàn, họ không bao giờ đói đâu, không lo về cái chuyện cơm áo gạo tiền, mà họ lo nghĩ quá nhiều, nhất là mặt tình cảm, đòi hỏi người ta nhiều quá. Họ cứ nghĩ rằng họ yêu người đó như vậy thì người đó phải yêu họ như vậy. Không có, mỗi người có một cách yêu khác nhau, đúng không? Rồi, như vậy là tháng 11 tốt đẹp hơn cho người Quý Hợi. Tiếp đến đó là các em tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, mới vừa trải qua cái tháng tuổi của mình. Thì chắc là tuy là năm nay người Ất Hợi, năm Kỷ Hợi, người Ất Hợi sẽ không bị nguy nan về bụng mạng, tuy nhiên đó là cũng có sự khó khăn, đặc biệt là nữ mạng
với cái tháng Ất Hợi vừa rồi thì gia đạo tình cảm nó nhiều sức mẻ, có nhiều cái buồn phiền. Thôi thì chuyện qua rồi, hy vọng là còn có 10 ngày nữa thì các em ráng mà gồng gánh, gọi là nhịn nhục mà bước qua cho nó tốt đẹp. Đối với tháng người mệnh hỏa gặp tháng thủy, tháng Bính Tý là tháng thủy mà, thì sẽ bị mạng, sẽ bị thủy khắc hỏa, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân đối với nam mạng. Rồi, thiên can Ất Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là về mặt và công việc không có nhiều cái biến chuyển tích cực, cũng như không có nhiều cái biến chuyển xấu nữa. Tuy nhiên là Ất, giáp Ất thì thuộc mộc, Bính Đinh thì thuộc hỏa, nam âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất mộc sinh hỏa, cho nên coi chừng tiếp tục là tổn tại nhưng không lớn, không quá làm cho mình quá khó khăn, nhưng mà chắc là không, tháng này không có nhiều tiền thu đâu. Tốt hơn tháng 10 vì là tháng tuổi nhưng mà cũng chưa có tích cực hoàn toàn ha. Địa chi Hợi Tý tự chủ bình hòa, không hành hại, cũng không có tư khác nhau, chắc chắn là sẽ tốt đẹp hơn về mặt tình cảm, gia đạo, mọi thứ liên quan đến tình cảm ở trong cái tháng 11 này sẽ tốt hơn tháng 10 rất nhiều. Cái đó là một tín hiệu tích cực cho các em nữ mạng sinh năm 1995. Như vậy đối với tháng 11 thì người Ất Hợi sẽ không còn sự khó khăn ở trong cái mặt tình cảm và gia đạo cũng như công việc. Đối nhưng bổn mạng thì phải cẩn thận hơn ha. Người đó nói cho bạn, người Quý Hợi, Ất Hợi thì năm nay nhiều điều xấu lắm, không có tốt, đó là diễn biến nhìn mình thấy ha. Tiếp tục là người cuối cùng của tuổi Hợi, đó là những em nhỏ tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007 và 1947. Hồi đó mình nghiên cứu, mình nói mọi người đẻ năm con heo đi, chỗ tốt lắm rồi này kia, heo vàng, nhưng mà mọi người lộn rồi, heo này là heo đất chứ không phải heo vàng ha. Cho nên là như cũng đã nói, các em này thì còn đang quá nhỏ, 2007 còn đang đi học, 1947 thì các bác này thì gọi là an hưởng tuổi già, cho nên là mình sẽ không xét nhiều về phần thiên can với Bính Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, mình không xét nhiều về công việc mà mình xét nhiều về bổn mạng và gia đạo. Thì xét về chủ bổn mạng là với người mệnh thổ gặp tháng thủy là thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, không tốt cho sức khỏe, bổn mạng cần cẩn trọng, đặc biệt là với các bác tuổi các bác tuổi 1947 nữ mạng nha. Rồi, địa chi Hợi Tý tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, cho nên gia đạo tình cảm là coi như ít xáo trộn buồn phiền, tốt đẹp. Chủ yếu của người Đinh Hợi 2007 hoặc 1947 vẫn là cái bổn mạng sức khỏe bị tương khắc, sẽ có đôi chút khó khăn, đặc biệt là các bạn nữ, các em nữ ở cái tuổi 27, các bác nữ ở 1947. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi vận hạn của tháng Bính Tý, tức là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi cho tất cả những người tuổi Hợi. Bên cạnh những điều tích cực về công việc làm ăn thì vẫn có đâu đó một chút khó khăn về bổn mạng của Ất Hợi, Đinh Hợi, và một chút gì đó chưa tốt đẹp hẳn đối với mặt tình cảm gia đạo cho cái người tuổi Quý Hợi. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ là một cái hành trang nhỏ để mọi người biết mà ứng dụng vào cuộc sống, ứng dụng vào cái tháng 11 của năm Kỷ Hợi, để có được cái tháng 11 thành công, tốt đẹp hơn những gì xảy ra từ đầu năm Kỷ Hợi đến giờ cho những người tuổi Hợi. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Hợi được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Âm Ba Tử Vi cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!